많이 아프고 면도 많이 나면 nếu bị đau nhiều và gì đây cũng sốt cao nữa thì 병원에 빨리 갔어요 thì hãy đi đến bệnh viện. Rồi bây giờ cô hỏi nếu như các bạn có nhiều tiền thì các bạn muốn làm gì? 돈이 많이 있으면 돈이 많이 있으면 뭐 하고 싶어요? Nếu như tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ mua ngôi nhà đẹp. Tôi sẽ mua cho bố mẹ tôi một ngôi nhà đẹp. Tôi sẽ gì đây? Rồi đây mua xe đẹp gì đó, đúng không? Mua hoa cô xếp thở đó. Câu chữ này rất là đơn giản ha. Rồi, nãy giờ cô ví dụ hình như là đồng từ ha. Bây giờ cô ví dụ như là gì đây? Tính từ. Bây giờ ví dụ một số tính từ. Nếu như hôm nay bận thì ngày mai gặp nhau. 오늘 바쁘면 오늘 바쁘면 내일 만나요. 오늘 바쁘요? 내일 만나요. 자, 띠또. 배가 아프면 약을 먹으세요. 배가 아프면 약을 먹으세요. 예, 아우. 얘기해 주세요. 옆에. 하지만 안 돼. 그래요? 다른 집. 아, 다른 거요? 이거는 CD가 여기 건가? 그럴 거야. 아, CD요? CD 있어? 네? CD 없어요. 없어? 그러면 가져갈게. CD 없거든요. 이거는 내가 그냥 버릴게. 네. 여기 이거 많이 쓴 이거. 네. 여기 책꽂이 이 부분에 안 네. 봐가지고 꼽아갖고 여기가. 아. 더럽게. 아, 묻히지가 그렇게. 네, 이제 좀. 잠깐만. 네, 감사합니다. 벌써 왔어요? 어? 벌써 왔어요? 금방 갔다가 그거 타고. 네, 네, 네. 아, 저거 했어요. 감사합니다. 예. 예. 이거에 끝나 띠또 봐. 아니 아프면 내일 만나요. 내가 아프면 약을 먹으세요. 아, 또 là nếu thì này nó cũng rất là gì đây, rất là sử dụng trong nhiều chủ đề sống hàng ngày và nó gì đây và chúng ta nói rất là nhiều. Nó dễ nói và dễ nghe dễ làm, nói chung là những cấu trúc này đơn giản ha. Tính từ động từ đều đi được. Bây giờ cô ví dụ danh từ thử nha. Danh từ cái là đi đơn giản thì mình đi ra một tí xíu ha. Đối với danh từ thì danh từ có bắt chim thì để email, không có bắt chim thì nhớ. Ví dụ như hôm nay thời tiết tốt, nếu như hôm nay là cuối tuần thì gì đây, tôi muốn đi chơi hoặc là tôi sẽ đi chơi, đi ngắm hoa ở công viên. Ví dụ như hôm nay thời tiết tốt này, nếu như hôm nay là cuối tuần, tại vì
bình thường thường ngày thì mình phải học hoặc là phải làm việc đúng không các bạn? Nếu như cuối tuần thì đây mình mới được đi chơi vân vân. Dạ đây. Ô nư ngày si cáp nô mu gì đây? Yep nè o. Hoặc là chốt nè o. Ngày si ga ô nư ngày si ga. Nô mu chốt nè o. Hoặc là ta tích thảo cô chốt nè o. No mu ta tự thảo cô chú nè o chú mai nì mẹ ô đừng chú mai nì mẹ à là xin cả no mu ta tự thảo cô chú nè o ô đừng cho phía dưới này sẽ lại cũng thể hay hơn nha. 오늘은 주말이며 웃고 강하러 갈 거예요. 가고 싶어요. 꽃 구원의 옷 꽃을 구경하러 가고 싶어요. là khăn coi hiểu gì đó để Ta cứ 좋네요. 오늘은 주말이면 꽃을 구경하러 가고 싶어요. 주말에 có bắt chim. Nếu có bắt chim thì chúng ta thêm y và cộng với mèo. Ha. À, đối với danh từ. Nếu như tôi là bạn, nếu như tôi là anh, nếu như tôi là chị thì tôi sẽ không làm như thế và tôi sẽ không suy nghĩ như thế chẳng hạn. À, ví dụ như câu có một câu này. Nếu như tôi là bạn, nếu như tôi là anh là chị, tăng xin. À. Tăng xin nhỉ mong, nếu như tôi bạn hoa, bạn nam gì đó, cái này cũng có phát chim, tăng xin nhỉ mong. 이렇게 하지 않고 이렇게 하지 않고 아, 생각하지 않아요. 이렇게 하지 않고 생각하지 않아요. 아까 이렇게 하지 않아요. không cần nói cũng được. 하지 않아요. 아까 이렇게 생각하지 않아요. 이렇게 하지 않아요. 아니면 이렇게 생각하지 않아요. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm như thế. Hoặc là nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không suy nghĩ như thế. À. Anh ta là chữ H nghe các bạn. Có viết nhanh thì thấy đây. Đấy, các bạn nhìn không đó, có chuột tàn này là cũng hot ha. Đó, đó là ừ nha. Đơn giản đúng không? À, cấu trúc này nó đơn giản và chúng ta cũng nhìn đây nghe nói rất là nhiều. Rồi, tiếp theo một cấu trúc nữa. Đây không có gì để hỏi đúng không? Ok được chưa? Cô đi tiếp một câu chút nữa nhé. Cô có ví dụ động từ, tính từ, danh từ hết rồi đấy. À. Rồi bây giờ cấu trúc của bài số 5 như hôm nay chúng ta học là cấu trúc mà chúng ta đã tìm hiểu gì đây? Hầu như đã nghe qua và đã biết nó rồi. Nhưng mà đôi lúc là chúng ta học lại, chúng ta muốn chính xác lại để cho chúng ta dùng chính xác hơn trong từng hoàn cảnh. Thì là gì đây? Tiếp tục một cái cấu trúc mà chúng ta tìm hiểu thêm. Thì như cô nói lớp 1 chúng ta tìm hiểu qua một cái ai sơ rồi. Thì ai sơ khi học ở lớp 1 thì cô cho các bạn luôn hai nghĩa. Đó là vì nên và một nghĩa, đó có nghĩa là rồi. Thì hôm nay nó có một cái cấu trúc ai sơ ở nghĩa thứ hai của nó. Đó là động từ đi với ai sơ. Khi nó có nghĩa là rồi ở nghĩa thứ hai đi với ai sơ. Thứ hai này.
chỉ đi với động từ. Động từ hành động rồi đến mới đến gì đây? Động từ tiếp theo. Hành động nào? Thứ nhất. Xong rồi đến hành động thứ hai hoặc là hành động thứ ba. Vâng vâng. Đó thì chỗ này nó không có nghĩa là vì nên. Vì nên thì nó đi với động từ, tính từ và cả danh từ. À, động từ tính từ đi với aso và danh từ đi với iraso. Đó là vì nên. Vì hôm nay trời mưa nên tôi không thể đến trường phía ca quả do hát vô một khai ô. Đó. Vì nên chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều trong trường hợp lớp 2 này, đúng không? Thì đó là chúng ta học rồi. Và đây chúng ta tìm hiểu thêm một nghĩa của nó đối với đây. Đó là nghĩa thứ hai. Có nghĩa là rồi. Trong nghĩa này nó chỉ đi với động từ, các bạn phải nhớ cho cô ha. Nó không đi với tính từ. Đi với tính từ và danh từ chúng ta không thể dịch nó là rồi được. Tại vì đâu phải là hành động. Hành động này kết thúc rồi đến hành động kia, hoặc là hành động này rồi tiếp nối đến hành động kia, thì ở đây mới sử dụng được aso với nghĩa thứ hai của nó. Thì nó có nghĩa là rồi, nghĩa thứ hai là ok. Nhưng trong trường hợp nào chúng ta có thể sử dụng cô, và trong trường hợp nào chúng ta cũng có thể dùng aso. Tại vì hai cái thằng này nó cũng có gì đấy tương đương nhau. Lúc sử dụng cô, lúc sử dụng aso. Để khi trường hợp chuẩn xác chỗ nào mình sử dụng là cô nó chính xác, và chỗ nào sử dụng aso nó chính xác. Ví dụ như cô có những cái ví dụ sau đây. Trước tiên ghi ví dụ thì cô sẽ ghi cho các bạn một cái lý thuyết. Đối với aso, khi có nghĩa là rồi ấy, thì hành động này rồi đến hành động khác, nhưng hai hành động phải liên kết với nhau. Diễn tả này. Hành động này rồi đến hành động khác, nhưng hai hành động phải liên kết với nhau, hoặc là liên quan mật thiết với nhau, liên quan đến nhau. Liên quan mật thiết đến nhau. Đấy, đó là đặc trưng của aso. Và nó thường đi với động từ di chuyển. Động từ di chuyển là những động từ nào đấy các bạn? Khi các bạn học lớp và khi các bạn học đấy, thì bây giờ cô cũng sẽ nói lại động từ di chuyển là như thế nào. Động từ chúng ta ăn uống ngủ nghỉ, đó là hành động, đúng không? Tôi ăn uống đó là hành động. Như những động từ di chuyển là chúng ta đi đấy các bạn, cũng là động từ, nhưng đó là động từ di chuyển. Chúng ta đi, chúng ta đến, chúng ta đi lên, chúng ta đi xuống, chúng ta đi ra, chúng ta đi vào, đó là những động từ di chuyển. Động từ có hai loại động từ. Và có một thêm động từ trạng thái này, thì động từ trạng thái cô chưa nói, cô nói động từ di chuyển và hành động thôi. Hành động, động từ hành động là chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta ngủ, chúng ta làm việc gì đó là bằng hành động. Nhưng động từ di chuyển là chúng ta đi, dịch chuyển con người chúng ta đi, gọi là động từ di chuyển. Thì nó phân ra động từ như thế nữa. Đó, đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào đấy, vân 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 vân. Đó gọi là động từ di chuyển. À, đi lên, đó là kha tà này, ô tà này, từ đó kha tà, từ đó ô tà. Đó, những cái hành động đó là gì đây? Di chuyển đấy. U ra kha tà, nề ra kha tà, đúng không? Khi nào các bạn dịch chuyển đi, đó là động từ di chuyển đó. Mà có kha tà, ô tà, hãy nhớ cái khác. Từ nào mà có kha tà, ô tà, đó là động từ di chuyển. Ừ. Đây, bạn phải nhớ. À, nhớ gì cho nó nhanh nha. Thì ở đây này, bây giờ cô xét. Cô vừa cho ví dụ, cô vừa xét giữa cô và sao luôn. Ví dụ như cô nói cô làm cái món gì đó, món ăn gì đó rồi cô ăn. Thì sẽ có hai cách diễn tả. Người ta nói như thế này, người ta bảo yêu xích cơ. Mạnh tơ cô. Một cô
Và ở đây người ta cũng có thể nói là man tư đờ sơ. A ơ sơ chia như thế nào thì mình biết rồi đúng không? A ơ sơ nó chia dạng như thế nào? Kết thúc bằng a ơ thì chúng ta chia vào gì đây? A ô thì chúng ta chia a sơ. Chia đuôi a ơ vô như thế nào thì a ơ sơ như thế đấy. Cái kia là a ơ vô, của mình là a ơ sơ thôi. Cho nên nó kết thúc bằng ơ này, cô thêm ơ sơ. Mình chia đuôi vô như thế nào thì mình chia như vậy. Sau này chúng ta học lên cũng vậy, đuôi nào bắt đầu bằng a ơ thì chúng ta chia dạng a ơ. Nó như nhau, nó đi như nhau. Chỉ là a ơ vô thì mình gì đấy, mình thêm vô. A ơ sơ thì mình bỏ vô, mình thêm sơ. Đấy. Còn nhiều a ơ khác nữa, bắt đầu bằng đuôi a ơ thì mình chia như nhau, dạng a ơ như nhau. Mình tiếp đây sau. Một quẹo. Trong câu này về nói về nghĩa nó đều giống nhau. Người ta cũng có thể nói là yêu xích cơm mạnh tới cô một coi ô. Và người ta cũng thể nói là yêu xích cơm mạnh tới rơ sơ một coi ô. Nhưng trong trường hoàn cảnh như thế nào các bạn nghĩ không? Khi cô mà đi với trong trường hợp này đấy, thì người ta diễn tả hành động này rồi đến hành động kia, nó không liên quan gì đến nhau. Và gì đây, có liên quan cũng có thể liên quan, mà cũng không liên quan cũng gì đây, cũng có thể là không liên quan. Nó không có nhất thiết cái gì cả, đối với cô nó rất là rộng. Đúng, người ta nói là gì đây? À, người ta làm xong rồi người ta ăn. Người ta chỉ diễn tả hành động này rồi đến hành động kia. Nó có liên quan hay không liên quan không quan trọng. Nhưng đối với A-sơ thì khác. A-sơ hành động nó có liên quan đến nhau thì các bạn mới sử dụng A-sơ được. Còn trong tình huống nó không liên quan đến nhau thì khi các bạn dùng A-sơ nó sẽ không hợp lý, nó sẽ thiếu tự nhiên trong cái câu nói của chúng ta. Thì ở đây Mantrasa một coi ạ, tức là mình làm cái món ăn này rồi mình ăn. Ăn cái món ăn này luôn đấy các bạn. Đó, ví dụ như tôi làm kim chi và tôi ăn kim chi. Đó, liên quan mật thiết, có làm kim chi mới có ăn. Đúng không các bạn? Đó, trong cái tình huống như thế. Còn cái tình huống này là tôi làm cái món ăn này nhưng tôi ăn cái khác có được không? Trong trường hợp này này. Vẫn được, có sao? Thì người ta nói là hành động này rồi đến hành động kia thôi. Làm cái này nhưng ăn cái kia không quan trọng. Làm cái này như ăn cái này kia cũng được luôn, không sao. Đó, nhưng có A-sơ này thì phải, khi sử dụng A-sơ phải gì đây? Phải cân nhắc là nó có hợp lý hay không trong cái tình huống mình nói ha. Nếu như nó không liên quan thì chúng ta có thể dùng cô. Còn nếu như hai hành động liên quan mật thiết, chúng ta sẽ dùng A-sơ, nó sẽ hay hơn. Đó, mỗi thằng nó có một khía cạnh khác nhau của nó. À, đối với thằng cô thì nó rộng, là vì nó diễn tả hành động này đến hành động kia thôi. Nó không có liên quan gì, có liên quan cũng được mà không liên quan cũng được. Nó chỉ nói là hành động tôi làm rồi tôi ăn, nhưng mà tôi làm cái này tôi ăn cái kia kệ tôi. À, đấy, chẳng hạn. Rồi thằng này làm thằng này phải ăn thằng này. Làm thằng này ăn cái kia thì dùng thằng này. Đó, cho nên là đây, trong trường hợp này ai sao nó phải liên quan mật thiết. Tôi làm cái món này đấy, rồi tôi ăn cái món này luôn. À, làm có làm thì mới có ăn. Đó, trong trường hợp này. Hai thằng ha. Là trong từng tình huống nó khác nhau. Và trong trường hợp này, cô nói cô dọn dẹp vệ sinh. Và cô lau phòng hoặc là gì, cô lau phòng rồi cô đi giặt giũ quần áo đi, ủi quần áo đi chẳng hạn. Thì bây giờ cô dùng như thế này. À, phần không à, cô dọn dẹp đi. Chiều cô ba lê đứng hiểu. Cô dọn dẹp phòng rồi cô đi giặt giũ. Trường hợp này không thể dùng sơ được này. Chúng ta không thể nói phần ngưng chiêu sơ ba lê đừng hay ạ. Thì trường hợp này nó sẽ không hay bằng cô, tại vì nó không liên quan mật thiết gì đến nhau các bạn. Các bạn dọn dẹp vệ sinh và cái việc các bạn giặt giũ quần áo đâu có liên quan gì đến nhau. Các bạn dọn dẹp vệ sinh rồi các bạn giặt giũ, hai hành động hoàn toàn khác biệt. Các bạn dọn vệ sinh trước rồi các bạn giặt giũ quần áo cũng được, hoặc các bạn giặt giũ xong rồi các bạn làm việc khác cũng được, nó đâu có liên quan mật thiết với nhau. Thì cái thằng cô này nó sẽ hay hơn là thằng a sao thằng hơn chiều cô ba lê lên hèo thì ok, thằng hơn chiều sao ba lê lên hèo thì nó không liên quan. Thì đôi khi cái câu mình nó nói rất là thiếu tự nhiên. À, nó thiếu tự nhiên. Nó không phải là người ta đôi lúc là mình cũng có thể dùng được, người ta vẫn hiểu. Nhưng mà khi mà các bạn dùng ấy, làm sao cho mình chính xác cái nội dung và cái câu thật
thì cái văn nói mình sẽ hay hơn, hay chẳng hạn, hoặc là trong văn viết văn gì đó, kể cả văn viết nếu không không đúng hoàn cảnh thì các bạn dùng sai sai câu thì coi như là nó sai cái hoàn cảnh mà khi chúng ta viết đoạn văn rồi. Cho nên là gì đây, giữa hai hành động kết thúc hành động này rồi đến hành động kia mà hai hành động nó không liên quan gì đến nhau thì chúng ta có thể sử dụng cô. Còn nếu mà hành động nó liên quan đến nhau, có hành động trước rồi mới có hành động sau, thì chúng ta sẽ dùng answer để câu nó hay hơn. Trong trường hợp này ha. Và trong trường hợp cô cũng có một cái câu tiếp theo nữa. Cô nói là cô gặp bạn. 친구를 만나서 영화를 봐요. Đấy, thì trong trường hợp này cô cũng có thể nói mạnh nào cô. 친구를 만나고 영화를 봐요. Nếu như các bạn gặp cái người bạn này rồi các bạn đi xem phim với người bạn này luôn á thì các bạn dùng answer nó hợp hơn ha. Tại vì là liên quan mật thiết, các bạn gặp bạn rồi các bạn đi xem phim. Đó, thì trong trường hợp này là các bạn dùng answer hợp lý hơn, là tại vì là cái trường hợp này là nếu như các bạn trong cái tình huống của các bạn là gặp người bạn này rồi xem phim luôn á thì là gì đây? Là nó ok mình dùng bạn answer. Nhưng cái trường hợp các bạn gặp người bạn này rồi các bạn xem phim nhưng không phải xem phim với người bạn này, mà chắc ví dụ như các bạn về nhà các bạn xem phim đi chẳng hạn, hoặc là các bạn đi xem phim một mình, các bạn đi xem phim với ai đó. Ở đây cô nó chỉ diễn tả hai hành động thôi, hành động này rồi đến hành động kia thôi, nó không diễn tả cái sự liên quan đến nhau. Cho nên người ta nói cô là chiên cô đơn mạnh nào cô dọn hơi đơn bài, là tức là xong cái hành động mà gặp bạn rồi họ đến cái hành động xem phim thôi. Đó, chính vì như thế. Và tiếp tục cô thêm một cái nữa, đó là vì sao mà cô ghi thường là đi với động từ di chuyển. Khi chúng ta đi với động từ di chuyển thì chúng ta có thể dùng answer nó sẽ hợp hơn là gì đây cô. Ví dụ như tôi về nhà rồi nghỉ ngơi thì thường người ta sẽ dùng là chip e hòa sơ xìa yo, chứ người ta ít nói là chip e ổ cô xìa yo. Hòa sơ nó sẽ hay hơn thay vì đi với động từ di chuyển. Thì ở đây 집에 와서 쉬어요. Câu này sẽ gì đây? Nó hay hơn là 집에 오고 쉬어요. Đối với động từ di chuyển này. Đi về quê rồi gặp bố mẹ. 고향에 가서 부모님 hoặc là 친구 부모님을 만나요. Tại vì những này là động từ di chuyển đấy các bạn. Khi nào có kha tạ ô tạ là động từ di chuyển đó thì cái thằng này nó hay đi với động từ di chuyển, đi với đường xá đi đến đấy. Thì ở đây cô có là cô hàng nghe manasa. Cô hàng nghe thả sa cô nhầm ha, thả sa bu mô nim bố mô ni mi mạnh na bố mô ni mi à bố mô ni mi mạnh na bố mô ni mi mạnh na yo. Đấy, đây là động từ di chuyển này. Rồi đi lên và ghé về bên trái mình nói là ổ ra phà sơ ô đơn chụp ưu đô khá xê ô, chứ mình không nói là ổ là ổ cô. Ô đơn chụp ưu đô khá xê ô thì nó sẽ không hay, có ổ cô đó quá nặng nề. Vì giờ khi nói về đường xá, đường đi đến, động từ di chuyển đấy thì người ta sẽ dùng sơ. Đi đến đâu rồi 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 làm gì đó, hành động gì di chuyển chúng ta đến đâu rồi chúng ta tiếp tục làm hành động gì đó thì nó sẽ đẹp đi với sơ hợp lý hơn ha. Và giống như là cô kêu các bạn lên tầng 3 rồi ghé trái. Xăm trường nghe ô ra khá sơ ô đơn chúc cử đô khá xe khá xe ô còn một ô đô ô cô ô ô đô khá cô. Thì nói
cảm thấy nó nặng nề lắm các bạn, và cái ô cô này nó thấy nó không thật. Lời nói mình đây xong chưa hiểu là khá sao, rất là đơn giản nhẹ nhàng và hài xúc tích. Ô gì đây, ô đơn chút cửa khá xe khá xe ô. Rồi bây giờ làm thử nghiệm được không? Được chưa? Còn thắc mắc gì không? Bây giờ mình làm thử nha. Làm thử, cô đọc xong rồi quay lại các bạn làm ngay cho cô. À, bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta không biết hôm trước mình luyện chưa, nhưng mà nếu mà chưa luyện thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta bắt đầu luyện với cái phản xạ mình nhanh đi. Chúng ta viết thì cô đã cho các bạn bài viết về nhà rồi, mỗi bài đều có một cái bài điện viết để chúng ta viết thành đoạn văn, làm sao chúng ta viết văn viết dài câu này nói câu kia thì cô cho các bạn luyện rồi. Còn trên lớp thì chúng ta sẽ luyện học ngữ pháp, cô cho các bạn tìm hiểu rồi, thì bây giờ chỉ cần là cho câu vào và mình nhìn nó là mình nói luôn. Khi cô đọc sơ một gì đây, một hai ba câu, bốn năm câu tiếng Việt thì quay lại cô kêu các bạn làm luôn, các bạn vừa nhìn nó các bạn làm luôn ha. Các bạn, cô không cần nhanh, cô cũng không cần chính xác hay như thế nào đó, cô chỉ cần các bạn nghĩ cái gì nói đó có sai thì cô sửa, nghĩ gì nói đó xếp câu viết phản xạ cho nó quen. Và nếu mà cô cho các bạn suy nghĩ thì mình quen cái thời gian mình suy nghĩ rồi, đôi khi ra đường ấy chúng ta mà muốn mà nói chuyện thì chúng ta phản xạ ra cái câu đấy nó phải suy nghĩ một hồi lâu. Cho nên kể từ bây giờ mình luyện dần dần đi. Cô cho câu các bạn nhìn vào đó và nói luôn, nhìn vào đó và nói luôn, không cho thời gian nữa. Từ từ mình sẽ ok thôi, cái nào cũng vậy, khi mà bắt đầu luyện tập thì nó còn gì đây, khó khăn, nhưng các bạn cũng không vội đâu. Cô không vội thì các bạn cũng đừng vội. Ví dụ như cái câu đó các bạn đọc từ từ, cô vẫn có thời gian chờ đợi các bạn, lắng nghe các bạn. Chỗ nào sai thì cô chỉnh lại. Thì là gì đây, bắt đầu từ đấy cho nó quen, luyện từ từ cho nó quen. Ai mới luyện mà bắt đầu nhìn là đọc ngay được liền thành câu giỏi đâu, đúng không? Cho nên là nhìn là nói được, cho nên là các bạn cứ từ từ, tới đâu cô sửa tới đó. Đọc không được đọc, nói không được nói lại. Lần thứ nhất chưa xuông, lần thứ hai thì đã xuông thôi. Thì bây giờ cô cho vài câu làm thử, thực nghiệm hai cái ngữ pháp a sơ và ư mân này thử nha. Bây giờ câu thứ nhất, trong cái những cái câu mà cô đọc đấy, có từ vựng nào mới thì các bạn hỏi. Cô chỉ cho từ vựng, rồi sau đó là chúng ta gì đây, nói luôn. Câu thứ nhất, câu thứ nhất liên quan đến bị ốm đau bệnh tật là đúng không? Để cô một tí xíu nha. Tôi bị đau đầu từ lúc sáng. Tôi bị đau đầu từ lúc sáng. Bạn kia mới trả lời, nếu như đau đầu nhiều thì hãy uống cái thuốc. Nếu như đau đầu nhiều thì hãy uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau đầu đó, thuốc thông dật đấy các bạn. Nếu như đau đầu nhiều thì hãy uống cái thuốc giảm đau.
thì hãy uống thuốc giảm đau. Câu số 2. Nếu như giỏi tiếng Hàn thì bạn muốn làm gì? Nếu như giỏi tiếng Hàn thì bạn muốn làm gì? Bạn Kim mới trả lời, nếu như giỏi tiếng Hàn thì tôi muốn đi làm việc ở công ty. Nếu như giỏi tiếng Hàn thì tôi muốn làm việc ở công ty. Rồi, câu tiếp theo. Từ hôm qua tôi bị chảy nước mũi và ho. Từ hôm qua tôi bị chảy nước mũi và ho. Từ hôm qua tôi bị chảy nước mũi và ho. Ho ho đấy các bạn. Ho. Từ hôm qua tôi bị chảy nước mũi và ho. Từ hôm qua tôi bị chảy nước mũi và ho. Bạn Kim ơi, bạn về à? Vậy thì bây giờ tôi đi đến tiệm thuốc rồi. Mua thuốc cảm cho bạn nhé. Vậy à, vậy thì bây giờ tôi đi đến tiệm thuốc rồi, mua thuốc cảm cho bạn nhé. Câu tiếp theo. Ngày mai bạn cùng chồng đi du lịch ở Jeju Tô à? Ngày mai bạn sẽ cùng chồng đi du lịch ở Jeju Tô à?
Ngày mai bạn sẽ cùng chồng đi du lịch ở Jeju Do ạ. Ngày mai bạn sẽ cùng chồng đi du lịch ở Jeju Do ạ. Bạn Kim mới trả lời, vâng. Ngày mai tôi sẽ chụp nhiều cảnh đẹp rồi gửi cho bạn xem nhé. Ngày mai tôi sẽ chụp nhiều cảnh đẹp. Ngày mai tôi chụp nhiều cảnh đẹp rồi sẽ gửi cho bạn xem. Rồi câu tiếp theo. Thường thì vào buổi sáng bạn làm gì? Thường thì vào buổi sáng bạn làm gì? Thường thì vào buổi sáng bạn làm gì? Bạn ấy mới bảo thường vào buổi sáng tôi thức dậy sớm rồi tập thể dục. Thường vào buổi sáng tôi thức dậy sớm rồi tập thể dục. Rồi câu tiếp theo. Một lát nữa mình có thể gặp nhau không? Một lát nữa mình có thể gặp nhau không? Một lát nữa mình có thể gặp nhau không?